những người yêu thương của mình ý ha. Đó à, thì bây giờ các bạn sẽ tập nhớ số điện thoại của cô nha. Bây giờ tách ra này, tách số điện thoại của cô ra sẽ thành 5 5 cặp, 5 cặp số nha. Đầu tiên thì là số 09 là con hươu đúng không? Số 43 là lướt sóng, là hình ảnh người lướt sóng. Số 32 là vòi sen, số 33 là sương và số 83 là bạch tuộc đúng không? Đây. Bây giờ thì chúng ta hãy tạo một câu chuyện về cô Tuyết liên quan đến các hình ảnh, các con số này. Sau đó thì chúng ta hãy ghi nhớ ha. Bởi vì khi chúng ta ghi nhớ bằng câu chuyện ấy thì nó rất là lâu nhé các bạn nhé. Nó sẽ rất là lâu. Các bạn chúng ta có thể là tạo câu chuyện và đánh vào ô chat nha. Các bạn có thể đánh vào ô chat các bạn nhé. Rồi bây giờ hiện tại thì đã có ba bạn giơ tay, ba bạn đã tạo được câu chuyện. Rồi bây giờ bốn bạn, rồi bốn bạn. Bây giờ thì cô sẽ mời bạn bạn Huy nha, bạn Huy lớp lớp 6 này. Cô mời Huy nha. Huy hãy đọc cái câu chuyện để mà nhớ số điện thoại của cô nha. Vợ là con hươu lướt sóng bằng vòi sen, nhìn thấy cục sương và bạch tuộc trên bờ. Rồi, cô cảm ơn bạn Huy. Bạn Huy đã có một cái câu chuyện. Con hươu lướt sóng bằng vòi sen, nhìn thấy một cột sương và bạch tuộc ở trên bờ. Thì đây cũng là một cái cách liên tưởng rất là hay. Nhưng mà Huy ơi, theo con nghĩ thì câu chuyện này của con ấy nó đã gắn với lại cái hình ảnh của cái người, nó gắn với cái người đó chưa? Và nếu như mà một lúc nào đó mà muốn nghĩ tới một cái người đó, số điện thoại của người đó, thì con có nhớ được lại được câu chuyện này không? Rồi bây giờ thì cô muốn nghe một câu chuyện của một bạn khác. Cô mời bạn bạn An nào. Con thưa cô là câu chuyện của con là cô Tuyết có một con hươu biết lướt sóng và ca hát bằng vòi sen được gắn từ khúc xương của con bạch tuộc ạ. Ca hát bằng vòi sen và làm sao và tránh hả? Ca hát bằng vòi sen và được làm từ khúc xương của con bạch tuộc ạ. Ca hát bằng cái vòi sen và được làm bằng khúc xương của con bạch tuộc, hay quá. Một cái câu chuyện rất là hấp dẫn và nó có cái sự liên kết. Câu chuyện của An Nguyễn ấy thì nó có cái sự liên kết nha, đó là liên kết tới cái chủ của cái số điện thoại này ha các bạn ha. Vậy thì khi mình tạo câu chuyện thì các bạn chúng ta phải tạo làm sao mà cái câu chuyện này nó liên quan tới cái người sở hữu cái số điện thoại này nha. Đó là bạn An Nguyễn mới nghĩ ra là cô Tuyết chính là cô ấy, là có một con hươu và con hươu này ấy nó rất là thích lướt sóng bằng nó thích rất là thích lướt sóng này, và nó lại hát nó lại hát bằng cái vòi sen và cái vòi sen này được làm bằng xương của con bạch tuộc. Cũng rất là hấp dẫn, rất là hay ha. Tuy nhiên thì các bạn chúng ta lưu ý là khi mình tạo câu chuyện thì mình phải nhớ cái sự liên kết nha. Chứ không thì tự nhiên đến chỗ con hươu lướt sóng thì được rồi đó. Xong rồi tự nhiên này hát bằng vòi sen ấy thì cái chỗ này nó có sự liên kết không? Nó có liên quan đến nhau không các bạn nha? Nó có liên quan đến nhau không? Và nếu như xong ngày hôm nay thì ngày mai các bạn còn nhớ câu chuyện này không các bạn nha? Đó, chúng ta phải tạo làm sao để ngày mai mình vẫn nhớ câu chuyện, các cái hình ảnh nó phải liên kết với nhau nha. Rồi cô cảm ơn An Nguyễn nha, rất là hấp dẫn, rất là hay. Cô mời Thảo Nguyên. Rồi, ok. Xin chào tất cả các bạn. Ủa, có cần giới thiệu không cô? Con giới thiệu một chút đi để cho các bạn biết về con. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên. Năm nay mình 12 tuổi. 3 tuổi để nói về mình là thông minh, nên lại phải sáng tạo. Mong các bạn hãy cổ vũ cho mình nhé. Rồi, mọi người cổ vũ cho Thảo Nguyên nha. Rồi, mời Thảo Nguyên. Cô, em kể chuyện. Cô Tuyết thì có một con hươu, nó được tiến hóa thành người và nó cũng rất thích tức sống. Một hôm thì nó lướt sóng trên một bãi biển dành cho trẻ em, thì ở đó có một cái trụ, ở trên đó thì có một cái vòi sen bắn nước tung tóe rất là dễ thương, và cái trụ đó nó có hình một cái khúc xương như là trang trí Halloween.
Còn gần đó thì có mấy bạn bạch tuộc, zombie rất là dễ thương. Quên hết. Đây, câu chuyện cũng rất là hay, một cái sự tưởng tượng ha, một cái không gian rất là đẹp mà bạn Thảo Nguyên đã nghĩ ra. Rồi cô chúc mừng Thảo Nguyên nha, các bạn đã có những câu chuyện rất là hay. À rồi, bây giờ cô mời thêm một bạn nữa này, cô mời Minh Châu nè. Minh Châu nghĩ ra câu chuyện như thế nào nè? Con thưa cô, câu chuyện của con là có lần cô Tuyết đi siêu thị thì tự nhiên một con heo ở đâu nó chạy sổng vào siêu thị. Thế là cô Tuyết sợ quá, cô Tuyết bèn ra biển đi lướt sóng. Cô Tuyết đang lướt sóng thì tự nhiên đụng trúng cái vòi hoa sen. Cô thấy là lạ, thế là cô mở vòi hoa sen ra, thấy trong đấy có một khúc xương. Khúc xương. Và tự nhiên một con bạch tuộc khổng lồ từ dưới biển ngó lên và nó đánh chìm thuyền, à nó đánh chìm cô Tuyết ạ. À, rất là hay, rất là tuyệt vời. Ăn thịt cô Tuyết chứ. Ăn thịt cô Tuyết luôn. Trời ơi, một câu chuyện rất là hấp dẫn luôn. À, rất là sáng tạo. Rồi, à, cô cảm ơn Minh Châu nha. Các bạn đã có những câu chuyện rất là tuyệt vời. À, và các bạn ơi, những cái sự sáng tạo của mình ý, thì chúng ta cố gắng là chúng ta khi chúng ta tạo ra rồi nhá, thì chúng ta hãy nhớ cái sự liên kết của mình ha. Để nhớ mà nhớ là sau ngày hôm nay thì phải nhớ số điện thoại của cô nha. Rồi, bây giờ thì cô sẽ cho các bạn thấy cái câu chuyện để nhớ số điện thoại của cô nhá. Cô sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện để cho các bạn có thể tham khảo về cái việc mà ghi nhớ số điện thoại của cô nha. Thì cũng đơn giản giống như các bạn thôi. Cô sẽ gắn là cô Tuyết nè. À, cô Tuyết ấy thì tưởng tượng là cô Tuyết có một cái cổ rất là cao, giống như là cổ con hươu á. À, mặc dù cái cổ cô Tuyết không có cao, nhưng mà các bạn hãy tưởng tượng ha. Tưởng tượng nè, cô Tuyết có một cái cổ rất là cao, cao giống như cổ con hươu. Và cô Tuyết thì rất là thích lướt sóng. À, các bạn thấy không, cái sự liên kết với nhau nha. Cô Tuyết nè, có cái cổ nè, mình tưởng tượng nhớ đến cô Tuyết là chúng ta nhớ ngay cái cổ cô Tuyết nó rất là cao như giống như cổ con hươu á. Và cô Tuyết rất là thích lướt sóng. Và khi đi lướt sóng thì dĩ nhiên là lướt sóng ngoài biển rồi. Và lướt sóng ngoài biển thì nước rất là mặn, cho nên là sau khi lướt sóng thì sẽ phải là cô Tuyết về sẽ phải tắm bằng vòi hoa sen để cho nó trôi hết cái nước mặn đi. Và sau khi mà tắm xong rồi thì cô Tuyết sẽ ăn một bát phở hoặc là ăn một bát cháo nấu bằng xương nghe. Và có cả cái thịt con bạch tuộc ở trong đó nữa. Đó, thì các bạn chúng ta thấy không, cái sự liên kết nha. Đó là đi lướt sóng về rồi thì dĩ nhiên là phải có nước biển nó mặn. Nếu mà mình không tắm thì nó sẽ bị nó sẽ bị rít ra này, hoặc là nó bị đen nè. Đó, sau đó thì khi đi lướt sóng rồi thì phải đói bụng thôi, đói bụng thì phải ăn cái gì đó. Thì đây ăn một bát cháo mà nấu bằng xương rất là ngon, và trong đó thì có cả bạch tuộc ha. Đó thì các bạn thấy không, cái sự liên kết như thế thì chúng ta sẽ nhớ được các cái con số nó rõ hơn các bạn nhé. Rồi bây giờ thì cô sẽ tắt cái phần chia sẻ của cô đi. Các bạn đã nhớ số điện thoại của cô chưa? Nào bây giờ thì các bạn như bạn Nguyễn nè, rồi bạn bạn An Nguyễn nè, rồi bạn hồi nãy là bạn Tô Minh Nguyên nè, có thuộc rồi nè. Bây giờ ai đã thuộc số điện thoại của cô rồi? Có bạn giơ tay nè, là viết cái tên của mình nè, là cái gì đây, Đò Rê gì gì đó, không có đổi tên. Con đổi tên đi nha, cho cô gọi nha. Nguyên ơi. Rồi cô mời bạn là Lê Hoàng Anh. Hoàng Anh đọc số điện thoại của cô ra. Bạn Huy thuộc rồi. Số điện thoại cô hả cô? Ừ. Cô là
All right. À, chưa thuộc hả? Rồi, bây giờ cô mời bạn là Thùy Hương. Dạ, con chào cô và tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Thùy Hương. Năm nay con 11 tuổi. Và từ khó nói về con là trung thực, hiếu thảo và tự tin. Mong mọi người cổ vũ cho con. Con thuộc số của cô. Con xin phép bắt đầu đọc. 09... 43 nước sống rồi 32 33 33 điện thoại B bắt đầu thi rồi nhé Hương rồi và gọi 8 gọi sen không mà ăn bạch tuộc 8 13. Ừ, đúng rồi. Đúng ra thì nếu mà để cho các bạn mà chỉ học thuộc lòng thôi ấy, thì mình ghép, mình chia ra làm nhóm ấy, mình chia nhóm ra là 0943323383 thì nó cũng rất là nhanh thuộc đúng không? Tuy nhiên thì đây là mình đang thì rèn, mình rèn cho mình là nhớ bằng cái cách là liên tưởng và kể chuyện ấy. Thì với những 10 con số như này thật ra là dễ thuộc lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn nhớ một cái dãy số nhiều hơn thì mình sử dụng phương pháp này sẽ giúp các bạn ghi nhớ được lâu hơn các bạn nha. Rồi, rất là tốt. Cô mời Tiến Đức. Cô mời Tiến Đức đọc số điện thoại. Cô vừa hướng dẫn nha. Cô là 03 43 32 33 83. Rồi. À không mấy nhỉ, đầu tiên là không mấy à Đức. À, cô mời Tiến Đức. Số đầu tiên. 9 ạ. Đúng rồi, 09 ha. Lại. À 0943. 323383. Chính xác ha. À, rồi, cảm ơn Tiến Đức. À rồi bây giờ thì cô muốn các bạn chúng ta hãy một bạn nào chúng ta có số điện thoại của mình ấy, các bạn hãy đánh vào ô chat đi số điện thoại của mình. Sau đó thì chúng ta sẽ liên tưởng để ghi nhớ số điện thoại của các bạn bằng cái phương pháp kể chuyện nha. Rồi, có bạn nào có số điện thoại thì chúng ta hãy đánh vào ô chat để chúng ta sẽ nhớ số điện thoại, tập nhớ số điện thoại của các bạn nha. Mình tạo những câu chuyện hấp dẫn ha, vui ha, để mình nhớ số điện thoại của các bạn nha. Rồi, đây, tiếp tục nhớ số điện thoại nha. Đây, số điện thoại này là số điện thoại của bạn là An. Đây, số điện thoại của bạn An. Rồi, tiếp theo lấy một số điện thoại của bạn nữa nha. Hữu Quân. Rồi, bây giờ thì các bạn ơi, các bạn chúng ta hãy tưởng tượng nha. Chúng ta hãy tưởng tượng 3, 4,
Nó mất số điện thoại của bạn Quân rồi. Có hai số điện thoại mà sao nó hiện lên có một số thôi. Rồi bây giờ chúng ta hãy liên tưởng và kể chuyện để nhớ hai số điện thoại của hai bạn này nhá. Rồi hãy tạo câu chuyện cho bạn An cho cô nào. Đầu tiên mình sẽ tạo câu chuyện cho bạn An trước nha. Nào tạo câu chuyện cho bạn An để nhớ số điện thoại của bạn An nha. Không chín sáu tám tám hai không tám năm chín. Rồi con hươu 68 là gì? Hồ lô 82 cá sấu 08 người tuyết 59 là con mèo đúng không? Rồi tạo câu chuyện. Hữu Quân 3093598 4456 một con hươu, một quả đu đủ, một con ong và bông hoa, một rừng thông và một con 56 là con mèo đúng không nhỉ? 59 là gì? Năm mươi sáu là không phải, 59 là con mèo, 56 là phao cứu sinh đúng không? Đây các bạn tạo câu chuyện. Tạo câu chuyện của An Nguyễn nha. Các bạn tạo câu chuyện An Nguyễn trước. 56 là phao cứu sinh đúng rồi, 59 là con mèo. Đây, ai tạo được câu chuyện của bạn An rồi nào? Để nhớ số điện thoại của bạn An. Cho các bạn thời gian 1 phút để suy nghĩ nha. Mình tạo câu chuyện của bạn An nha. Rồi, có ai tạo được câu chuyện của để nhớ số điện thoại bạn An chưa? Cô mời Thùy Hương. Dạ cô bạn... là bạn An cưỡi con hươu cao cổ đi chơi. Trên đường đi thì bạn khát nước, bạn dừng cho mặt uống nước thì hai... bạn lấy bầu hồ lô ra bạn uống nước thì thấy có con cá sấu, người tuyết và mèo đang đánh lộn với nhau. À, rất là hay, rất là tuyệt vời. Cảm ơn Thùy Hương nha, một câu chuyện rất là hấp dẫn luôn. Các bạn khác chúng ta đã nghĩ được ra câu chuyện gì rồi, các bạn chúng ta có thể đánh vào ô chat nha. Để nhớ số điện thoại của bạn An Nguyễn nha. An Nguyễn cưới một con hươu đi chơi. Sau đó thì khát nước lấy cái hồ lô nước ra uống. Và khi đang đi thì thấy có một con cá sấu nè, một người tuyết và một con mèo đang thì đánh nhau, một con cá sấu và một người tuyết và một con mèo đang đánh nhau, ghê chưa? Chúng ta có thể tưởng tượng được là một con cá sấu này đang thì rượt đuổi người tuyết nha, đang thì rượt đuổi người tuyết. À, con cá sấu nó đói bụng, nó rượt đuổi người tuyết để nó ăn chẳng hạn, ví dụ thấy ăn thịt thì có một con mèo nó ra nha, nó vả bốp 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 vào mặt con cá sấu. Các bạn thấy hay không? Đó, mình có thể tưởng tượng ra cái câu chuyện như thế. À, để là mình xử lý con cá sấu nha, thì nó dễ nhớ hơn nha. Đó, câu chuyện của An Nguyễn. Mình kể lại câu chuyện của An Nguyễn nha. Là An Nguyễn nè, cưới một con hươu nè, đi chơi nè. Sau đó thì khát nước liền lấy cái hồ lô nước ra uống. Và khi đang đi thì nhìn thấy có một con cá sấu, nó đang thì đuổi theo một người tuyết, nó muốn ăn thịt. Thế là có một con mèo chạy ra, xử lý, pop 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 vào con cá sấu để cho nó
À, đánh nó cái tội là đuổi người tuyết để ăn thịt ha. Rồi, rất là tuyệt vời. Các bạn đã nhớ được số điện thoại của An Nguyễn chưa nào? Nhắm mắt lại nào. Tưởng tượng nào, nhắm mắt lại nào. An Nguyễn cưới hươu là 09, khát nước là 68, nhìn thấy con cá sấu là 82, và nó đang đuổi theo người tuyết là 08, và có chú mèo ra xử lý là 59. Rồi, thế là mình nhớ rồi đấy các bạn nha. À, chúng ta hãy nhắm mắt lại và nhớ số điện thoại của An Nguyễn nha. Rồi, ai nhớ được số điện thoại của bạn An rồi thì các bạn chúng ta hãy giơ tay để mình đọc số điện thoại của bạn An nào. Rồi, nhớ câu chuyện của để mà nhớ số điện thoại của bạn An chưa? Có bạn nào nhớ chưa? Thảo Nguyên nhớ chưa? Thảo Nguyên nhớ câu chuyện để nhớ số điện thoại của bạn An chưa? Mời Thảo Nguyên. Mời Thảo Nguyên kể lại câu chuyện để nhớ được số điện thoại của bạn là An nào. À, kể lại hả cô? Mà bạn An Nguyễn có YouTube đúng không cô? Ừ, đúng rồi. Ok cô. À, thì vậy nè, An Nguyễn cùng gia đình mình đi chơi ở một vườn sở thú ở Sài Gòn. Thì đi một chặng đường thì bạn ấy thấy một vườn, một chuồng hươu cao cổ đang ăn lá cây mà nó cây cao lắm. Bạn đó nhìn lên và selfie một vài tấm, xong rồi bạn đó đi qua chạm dừng chân một tí thì đi rất là mệt luôn. Thì bạn đó ngồi, rồi ở đó thì có một khung cảnh vườn hồ lô khổng lồ để bạn đó cũng ý định là đang quay đó. Rồi bạn đó cũng đang quay YouTube, rồi nói chuyện một hồi với cái điện thoại. Xong rồi bạn đó mới bắt đầu đi với gia đình mình, thì đi qua chuồng cá sấu, các bạn đó cũng dừng lại và nói la 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 la, rồi chụp hình selfie. Đi nữa thì bạn nó có thấy một cái khung bự, trong đó thì có mấy con gấu tuyết và mấy con ngựa tuyết của mấy chú đang nặng, đang chơi. Và bạn nó cũng nói la 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 rồi chụp hình đi tiếp. Rồi ở đó thì có mấy con mèo gừng rất là, rồi bạn đó, rồi bạn đó mới chọc bạn mấy con mèo là gõ gõ kính gì cho nó lại á. Và xong rồi bạn đó về up lên YouTube thôi. Rồi, rất là tuyệt vời câu chuyện nữa lại. Rồi bây giờ thì phải nói là Thảo Nguyên có một cái sự tưởng tượng và tạo một câu chuyện rất là hay. À, như thế là cô phát hiện ra Thảo Nguyên có một cái năng lực ấy là thiết kế câu chuyện, tạo câu chuyện ha. Rất là tuyệt vời. Và sau này có thể là mình sẽ có thể là viết những câu chuyện ấy, những câu chuyện mà hài hước, những câu chuyện mà vui, những câu chuyện hay, có thể trở thành những người viết viết chuyện nha. Đó. Thảo Nguyên hãy nhắm mắt lại rồi liên tưởng lại câu chuyện đó đi. Sau đó thì mình hãy đặt các cái con số tương ứng với lại những cái hình ảnh mà mình vừa tạo câu chuyện đi. Nào, nhắm mắt lại nào. Nào, đầu tiên là cái hình ảnh đầu tiên là gì nhỉ? Con hư cô. À, hươu là số bao nhiêu? 09. Đúng rồi, xong đó thì tới hình ảnh gì? Vườn hồ lô cô, hồ lô. Hồ lô, số bao nhiêu? Sáu mươi tám. Tại vì Thảo Nguyên là do con chưa có thuộc cái bảng mã số nhá, con nên học thuộc bảng mã số đi nha. Đọc cho nhuần nhuyễn để mình truy xuất cho nhanh nhé. Và tiếp theo là tới hình ảnh gì nhỉ? Con cá sấu. Cá sấu là bao nhiêu? Số bao nhiêu? Nhớ không? Tám mươi hai. Đúng không? 82. Dạ. Cá sấu là 82. Rồi, tới hình ảnh gì nữa nào? Người tuyết. Ừ, người tuyết là số? Số 08. Rồi, tiếp theo là con mèo số 59. Rồi, đúng rồi đấy. Như vậy là Thảo Nguyên tạo câu chuyện rất là nhanh, rất là hay. Nhưng mà Thảo Nguyên vì mà mình chưa thuộc cái bảng mã hóa số, nhưng khi mình xuất cái con số nó bị chậm nha. Đó, các bạn thấy không? Cho nên là cái việc chúng ta phải thuộc cái bảng mã hóa số ấy là rất là cần thiết nha. Rồi, cô cảm ơn Thảo Nguyên. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại nào. Tạo câu chuyện cho bạn Hữu Quân. Số điện thoại của bạn Hữu Quân nào.
À, con hươu, quả đu đủ, ong và hoa, rừng thông và cuối cùng là hoa cứu sinh. À, các bạn hãy tạo câu chuyện cho bạn là Hữu Quân đi để nhớ số điện thoại của bạn Hữu Quân nào. Đây, bây giờ thì cô mời chính Hữu Quân luôn. Mời Hữu Quân hãy kể câu chuyện về số điện thoại của mình ạ. Dạ thưa cô, em kể số điện thoại này là số điện thoại của mẹ em ạ. À, số điện thoại của mẹ, rồi. Số mẹ của em đang đi chơi ở một khu rừng thì bỗng nhiên thấy một con hươu cao cổ nó đang ăn một quả đu đủ ở trên một cái cây đu đủ. Có một cái tổ ong đang mang mật từ hoa đi về, mà cái cây đấy thì là ở trong rừng thông, thì do là ăn đu đủ cái cây của ong thì bị con hươu cao cổ bị ong chích nên chạy tới tấp ra chỗ ra một con sông và bị té xuống sông. Thì lúc đấy mẹ em thấy cái mẹ em gọi cho những người yêu quý động vật ra cứu giúp, dùng phao cứu sinh để vớt con hươu cao cổ lên ạ. Rồi, câu chuyện rất hay, rất là tuyệt vời. Cảm ơn Hoàng Hữu Quân nha. Các bạn thấy câu chuyện của Hoàng Hữu Quân hấp dẫn không? À, từ một số điện thoại đơn giản thế thôi, nhưng mà bạn đã tạo ra một câu chuyện rất là vui, rất là hấp dẫn, để chúng ta có thể ghi nhớ được cái số điện thoại của người mẹ thân yêu của mình nha. Rồi, cô mời bạn Lê Hoàng Anh. Cô mời Lê Hoàng Anh nè. Lê Hoàng Anh tạo câu chuyện về số điện thoại của bạn Hoàng Hữu Quân nha. Em chào cô. Giới thiệu không cô? À, con cũng giới thiệu về mình đi cho các bạn biết về mình nha. Cô, em là Lê Hằng Anh cô. Ba điểm nói về em là trung thực, hiếu thảo, yêu thể thao cô. Rồi, tuyệt vời. Rồi. À, Hoàng Anh, con hãy đọc câu chuyện, kể câu chuyện của mình nha. Cô là trong một cái rừng thông, người ta nuôi một con hươu. Người ta cho nó ăn đu đủ, xong rồi nó thả ra cho nó đi cô, xong rồi nó lại một vườn hoa, xong rồi nó thấy có một con ong đang hút mật, xong rồi nó sợ nó chạy, xong rồi nó lọt xuống sông, xong rồi người ta lấy phao cứu sinh thảy xuống cho nó cô. Rồi, cô cảm ơn Hoàng Anh nha. Có bạn nào có cái góp ý về câu chuyện của Hoàng Anh không? Bạn nào có góp ý với câu chuyện của Hoàng Anh thì chúng ta hãy giơ tay nào, giơ tay vẫy vẫy nào. Có ai có cái góp ý về câu chuyện của Hoàng Anh không? Bạn làm bạn Tô Minh Nguyên nè, có con hươu đang cầm bình hồ lô là câu chuyện của bạn là bạn An phải không? Rồi. À, Hoàng Anh ơi, con cũng đã sáng tạo và kể được câu chuyện rồi đấy. Tuy nhiên thì cô góp ý cho Hoàng Anh chỗ này nha. Là con lưu ý là ở đây ấy, mình đầu tiên mình không đưa rừng thông nhá. Bởi vì rừng thông là số 44. Ở đầu tiên chúng ta là số 09, nó là con hươu. Cho nên các bạn chúng ta bắt đầu câu chuyện phải là con hươu nhá. Là cái người mà sở hữu cái số điện thoại này và con hươu nó liên quan đến nhau các bạn nha. Các bạn có thể là tạo một câu chuyện đó là bạn Hữu Quân đi và sở thú chơi, hoặc là đi vào dắt con hươu đi ăn chẳng hạn, ví dụ thế. Dắt hươu đi chăn hươu chẳng hạn nha, đi chăn hươu chẳng hạn, ví dụ thế. Thì các bạn chúng ta đầu tiên của câu chuyện này nó là số 09, cho nên nó là hình ảnh con hươu. Mình không đưa cái rừng thông vào đây nha. Rừng thông ấy nó ở cái khúc đằng sau cơ. Cho nên mình đưa đằng trước thì mình sẽ nhầm lẫn là cái số 44 nhá. Nó đằng trước. Vậy thì chúng ta sẽ có thể là tạo câu chuyện là bạn Hữu Quân là có nuôi hoặc là đi chăn hươu. Đi chăn hươu ấy thì là bạn ấy cho con hươu ăn quả đu đủ ha. Đó, bạn ấy cho con hươu ăn quả đu đủ là 35. Và con hươu ấy thì nó mới chạy nó chạy đến đi nó ăn lá, và nó ăn ngay cả cái cây, và cái cây đó nó có một tổ ong.
Ha, tổ ong thì chúng ta chỉ cần biết tổ ong thôi là chúng ta biết ngay được là số 98, ong và hoa. Ong và hoa thì chúng ta chỉ cần tưởng tượng và nghĩ đến ong thôi là chúng ta nhớ ngay được là ong và hoa nhá. À thì các bạn có thể nói là cái con hươu này nó tiếp tục nó đi ăn là nó ăn lá, ăn các cái lá cây ấy, thì là nó tới cái chỗ này nó ăn thì nó bị một cái tổ ong và những con ong nó ra để nó đốt nó chẳng hạn ha. Đó, ong và hoa. Đến ngay một cái cây có ong và hoa, thế là nó ăn thì là bị ong chích nó, ví dụ thế. Sau đó thì nó mới đau quá, nó chạy vào trong rừng thông. Đó, lúc này mới tới rừng thông nhé các bạn nhé. Đó, rừng thông ở chỗ này nè. Nó mới chạy vào trong rừng thông. Và nó bị đàn ong đuổi theo, cho nên là nó chạy quá trời chạy luôn. Thế mọi người mới tung phao cứu sinh ra để mà cứu, để che cho con hươu, để cho nó không bị ong đốt nữa. Ví dụ như thế cũng được ha các bạn ha. Đó, câu chuyện nó như thế cũng được. Và lưu ý nha bạn Hoàng Anh nha, con đã biết liên hệ để tạo câu chuyện rồi đấy. Nhưng mà lưu ý cho cô là mình phải tạo câu chuyện theo đúng trình tự của những cái hình ảnh tương ứng với những cặp số theo thứ tự nha. Thì nó sẽ giúp cho mình nhớ được các con số theo đúng thứ tự ha. Rồi, cô cảm ơn các bạn. Ai có thể nhớ được số điện thoại của bạn Hữu Quân rồi nè? Ai nhớ được rồi? Bây giờ mình sẽ liên tưởng tới câu chuyện của mình để nhớ cái số điện thoại của bạn Hữu Quân. Rồi, cô mời bạn An. Bạn An, hãy đọc số điện thoại của bạn Hữu Quân nha. Nhớ thua cô ơi, con nhầm gì được cô. Nhớ chưa? Có nhớ câu chuyện? Có nhớ câu chuyện về cái số điện thoại của bạn Hiếu Quân chưa? Rồi cô. Rồi thì mình sẽ truy xuất từ các hình ảnh đầu tiên nào. Đầu tiên là cô là 0935984456 ạ. Thế thì nhìn giấy đọc à? Không. Hồi nãy con có ghi máy chay hình nào không? Ghi hình cũng là mình nhìn. Bây giờ mình không được ghi nhìn hình mà mình phải liên tưởng, mình phải tưởng tượng nha. Mình phải tưởng tượng cái câu chuyện đó. Đầu tiên đó là bạn Quân đi chăn hươu đi cho hươu ăn á, thì là 09 này, rồi cho con hươu nó ăn đủ thì là 35 này. Đó, mình phải liên tưởng như thế. Mình liên tưởng cái câu chuyện từng cái hình ảnh của cái hình ảnh một thì mình sẽ nhớ thôi, phải không? Rồi sau đó thì con hươu nó đến cái cây nó ăn nữa thì là bị ong và hoa, là cái đến cái cây hoa ấy, thì là có ong nó ra nó đốt nó, nó đau quá nó chạy vào rừng thông thì là 44, phải không? Nó đến cái cây nó ăn và bị ong đốt thì ong là 98, rồi nó chạy vào rừng thông là 44. Sau đó thì là mọi người với tung cái phao cứu sinh ra để mà đuổi cái đàn ong đi thì là số 56 ha. Đó, rồi đó là cái cách chúng ta suy xuất lại các con số nha. Rồi bây giờ cô mời Hoàng Anh nào. Hoàng Anh hãy đọc số điện thoại của bạn Quân nào. Dạ cô. Là 0935984456 hồ. Rồi, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Hoàng Anh đã nhớ được số điện thoại của bạn Hữu Quân rồi đấy. Nào, quay trở lại. Có bạn nào còn nhớ số điện thoại của bạn An Nguyễn không? Còn ai nhớ số điện thoại An Nguyễn không? Bây giờ muốn nhớ số điện thoại An Nguyễn thì mình lại phải nhớ lại câu chuyện của bạn An Nguyễn lúc nãy. Nào, mình quay trở lại nhá. Lúc nãy mình vừa học. Mình vừa học để mình nhớ số điện thoại của bạn An Nguyễn rồi. Bây giờ mình sẽ ôn lại nha. Xem mình còn nhớ câu chuyện đó không? Còn nhớ số điện thoại đó không? Nào, bạn Hoàng Anh vẫn còn nhớ số điện thoại của bạn An Nguyễn, giỏi quá. Còn các bạn khác thì sao? Các bạn nhớ thì hãy đánh vào ô chat cho cô nha. Có bạn nào nhớ số điện thoại của bạn An Nguyễn không? Đánh vào ô chat cùng cô nào. Nhớ câu chuyện của An Nguyễn không? An Nguyễn cưỡi hươu. Cưỡi hươu đi đâu ấy nhỉ? Sau đó thì đi chơi, sau đó thì làm sao? Khát nước, uống.
uống lấy bình hồ lô ra uống. À, đó chính là số bao nhiêu các bạn nhỉ? 09 này, rồi 68 này. Ờ, sau đó là thấy con cá sấu nó đang đuổi người người 82. Tuyết. Cá sấu là 82, người Tuyết là 08. Và có con mèo là 59, đúng rồi. À, bạn Hoàng Anh rất là giỏi, rất là nhớ rất là lâu ha. Rồi. À, đó là chúng ta nhớ được hai số điện thoại của hai bạn rồi đấy. Thì bây giờ chúng ta muốn nhớ số điện thoại của người thân của mình nha, của ba hay mẹ, của bố, của mẹ này, của ông bà này, của anh chị của mình này, thì chúng ta hãy ghi ra. Sau đó thì chúng ta hãy tách ra theo từng cặp số và chúng ta tạo những câu chuyện như thế nhá. Thì chúng ta sẽ ghi nhớ được. Và chúng ta nên nhớ là chúng ta tạo câu chuyện làm sao nó tương ứng với lại cái chủ sở hữu, cái người sở hữu cái số điện thoại đó ấy, các bạn nhá. À, cái đặc điểm của cái người đó, ví dụ anh mình này thì số điện thoại đó mình sẽ đưa anh mình vào cái câu chuyện đó. Rồi của bố mình ý, thì mình đưa bố vào cái câu chuyện đó nha. Thì chúng ta sẽ nhớ à các bạn nha. Nhớ cái số điện thoại. Hoàng Nguyễn Quân nãy bị ao ra. Đây. À thì đó là cái cách chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp liên tưởng và kể chuyện để chúng ta nhớ cái số điện thoại, hoặc là sau này các bạn chúng ta sẽ dùng cái phương pháp này để nhớ số thẻ bảo hiểm của mình ý nhá. Rồi nhớ số chứng minh, rồi nhớ cái căn cước của mình ý các bạn nhá. À, rồi các bạn có thể là nhớ được cái mã thẻ ngân hàng, về cái các cái password, về cái số thẻ ngân hàng của mình nha. Sau này các bạn chúng ta hãy dùng cái bộ não tuyệt vời của mình nha, để mình rèn luyện để nhớ các con số này dùng cho ba mẹ nè ha. À đó, số chứng minh thư này, rồi số thẻ bảo hiểm nè, rồi thẻ ngân hàng này, vân vân ha. Thì sau này khi chúng ta đi đâu làm gì thì chúng ta không cần phải mang những cái thẻ đó ra nữa, mà chúng ta chỉ cần truy xuất trong não chúng ta ra thôi là chúng ta đã có rồi các bạn nhé. Đó. À, bây giờ thì cô sẽ mời các bạn chúng ta sẽ tiếp tục ứng dụng cái phương pháp này để ghi nhớ một số các cái diện tích của một số các cái ví dụ như là diện tích của trái đất này, rồi diện tích của đất của nào. Đây, diện tích của trái đất đây các bạn ơi, diện tích của trái đất đây. Đó, diện tích của trái đất là 510.100.000 km vuông. Làm sao để các bạn ghi nhớ được cái diện tích này? Và thực ra nếu mà các bạn đọc nhẩm một chút xíu thì các bạn cũng nhớ rồi. Nhưng mà có thể là ngày mai các bạn sẽ bị quên, ngày mốt các bạn sẽ bị quên. À, nhưng khi chúng ta tạo câu chuyện ấy, thì các bạn sẽ không quên. À, các bạn sẽ không quên được. À, đây. À, vậy thì bây giờ cô mời các bạn chúng ta. Cô cảm ơn Minh Nguyên nha. À, Minh Nguyên mai mốt hãy bình chọn cho cô cho cô nha. Cô sẽ tham gia cuộc thi cô giáo được học sinh yêu quý nhất. Thế là Minh Nguyên bình chọn cho cô, các bạn bình chọn cho cô nha. Đây. Nào các bạn ơi, các bạn hãy suy nghĩ để mình có thể nhớ diện tích của trái đất bằng phương pháp liên tưởng và kể chuyện nha. Thực ra thì với cái này thì chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta nhớ các bạn nhé. Một cách là các bạn sẽ chia ra để mà tách ra tạo thành hình ảnh, dùng cái bộ mã hóa số để mình ghi nhớ. Còn một cách nữa là các bạn không cần mà chúng ta sẽ tự liên tưởng tới một số cái hình ảnh để mình có thể tạo thành một câu chuyện. Thì với cái trái đất như của chúng ta ấy, thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách ghi nhớ mới nha. Không phải là dùng cái bộ mã hóa mà chúng ta sẽ kể chuyện theo một cái sự tưởng tượng, liên tưởng của mình về cái diện tích của trái đất. Nó liên quan đến một số những cái sự việc liên quan đến trái đất nha. Đây, mời các bạn chúng ta cùng quan sát nè. Trái đất của chúng ta thì các bạn biết không là nó có rất là nhiều những cái kỳ quan. Nhưng mà chúng ta sẽ liên tưởng tới
trái đất chúng ta thì có khoảng là trái đất thì có 5 lục địa đúng không các bạn nhỉ? 5 châu 4 biển đó, trái đất chúng ta là có 5 châu 4 biển đúng không? Chúng ta có cái câu 5 châu 4 biển ấy nha. Thì 5 châu đó, thì đầu tiên chúng ta thấy là đất nước chúng ta có 5 châu là số 5 nè. Đó. Rồi, và có rất là nhiều kỳ quan, nhưng các bạn hãy nhớ là các bạn chỉ cần lấy 10 kỳ quan đẹp nhất thôi. Là trái đất chúng ta có 5 châu và 10 kỳ quan. Đây, số 5 đầu tiên nè là 5 châu các bạn nhé, nhớ nhé. 5 châu 4 biển. Thì chúng ta sẽ nhớ là có số 5 là 5 châu này. Rồi, 10 kỳ quan. Kỳ quan có nghĩa là những cái kỳ quan rất là đẹp trên thế giới chúng ta thì nhiều lắm, nhưng chúng ta lấy 10 kỳ quan nha, 10 kỳ quan đẹp nhất. Đó. Và có 100.000 đồng. Đây là có một số, số 100 đằng sau này này các bạn này. Đó. Và mình sẽ tạo ra một cái câu chuyện như thế này nhá. Là trái đất có 5 châu lục và 10 kỳ quan. Muốn đi hết cái 5 châu lục và 10 kỳ quan đó thì chúng ta chỉ cần đổ 100.000 xăng thôi là chúng ta có thể đi hết. Đó, thì đó là cái câu chuyện. Các bạn thấy là cái câu chuyện này ấy, nó có các bạn thấy là nó có phù hợp không? Có cái sự phi lý không các bạn? Nó hơi phi lý đúng không? Nó hơi phi lý ở cái chỗ là đi 5 châu và 10 kỳ quan mà hết có 100.000 tiền xăng thì nó quá là vô lý đúng không? Tuy nhiên cái sự vô lý này sẽ giúp cho mình ghi nhớ được cái diện tích của cái trái đất này dễ hơn đấy các bạn nha. Đó. Đúng rồi. Thực ra thì bây giờ thì người ta đã tìm ra thêm một cái châu nữa các bạn nha. Đúng rồi. Cô cảm ơn các bạn nha. Đã tìm ra được một cái châu nữa, một cái châu nhỏ nữa nha. Tuy nhiên thì ngày xưa người ta vẫn có cái câu là 5 châu 4 biển ha. 5 châu 4 biển, cho nên chúng ta hãy vẫn dùng cái 5 châu nhá. 5 châu 4 biển, chúng ta nhớ cái câu thơ 5 châu 4 biển ấy nha. Còn lại thì hiện tại bây giờ thì người ta đã tìm thấy được thêm một châu nữa là trái đất chúng ta có 6 châu lục ha. Tuy nhiên thì mình vẫn đang sử dụng cái câu chuyện của xưa nhé, là 5 châu 4 biển. Rồi, và có 10 kỳ quan đẹp nhất. Và đi để mà tham quan nó chỉ có tốn 100.000 tiền xăng thôi. Thế là mình đã nhớ được cái diện tích của trái đất chưa các bạn? Là 5, chúng ta biết là số 5 nè, rồi 10 nè, 10 kỳ quan này, 5 châu nè, 10 kỳ quan nè và 100. Thế là mình biết ra rồi, mình đọc thôi. Thì cái này đối với các bạn học sinh cấp 2 thì chúng ta đọc được, nhưng mà với các bạn học sinh nhỏ thì chúng ta chỉ cần nhớ cái số đó thôi. Mình đọc là 510 100 km vuông là được nha. Đó, còn là các bạn đọc đúng được, đọc chuẩn được thì càng tốt. Ai đọc được, bạn nào đọc được cái số này nè, ai đọc được cái số diện tích trái đất, cô mời bạn Vũ Quân. Dạ thưa cô, em đọc 510.100.000 km vuông ạ. Rồi, chính xác. Đây, 510 triệu ha, 100.000 km vuông, đó là diện tích của trái đất nha. Cô nghĩ là sau bài ngày hôm nay thì tất cả các bạn ở trong lớp mình sẽ nhớ được diện tích của trái đất. Và sẽ nhớ mãi mãi luôn. Chỉ cần nhớ được cái câu chuyện 5 châu 4 biển thôi, 5 châu. Và có 10 kỳ quan đẹp nhất. Và đi khắp các cái 5 châu 4 biển này chỉ tốn 100.000 tiền xăng thôi là các bạn sẽ nhớ được diện tích của trái đất nha. Đó, đó là một cái cách chúng ta liên tưởng và ghi nhớ được cái diện tích của một số những cái diện tích mà chúng ta cần ghi nhớ ha. Đây, tiếp theo, cô mời các bạn chuyển qua cái phần mà chúng ta sẽ ghi nhớ cái diện tích của trái đất bằng mã hóa nha. Đây, các bạn có thể tưởng tượng nè. Mình tách nè, mình với Hữu Quân ơi, và các bạn ơi, lưu ý cho cô nha, mình tách nha, mình tách từ sau nha. Nè, hai số đằng sau trước là 00 này, 00 này, 10, 10 và 5. Và cái số lẻ là đằng trước ấy nha. Đó, các bạn nhớ là cái cách mình tách là tách từ phải sang trái. Đó, hai số 1 và còn một con số lẻ nha. Rồi, quả táo, con lợn, quả trứng. Rồi, bây giờ thì mình hãy tạo câu chuyện nè.
diện tích của trái đất to bằng một quả táo khổng lồ. Trên đó thì có hai con lợn, nó đang đẻ bốn quả trứng. Đẻ bốn quả trứng đó, thì là các bạn sẽ nhớ câu chuyện này nha. Thì các bạn tùy các bạn thôi, các bạn có thể sử dụng bộ mã hóa chữ số để mình ghi nhớ, hoặc các bạn có thể là tìm hiểu về đặc điểm của trái đất để chúng ta ghi nhớ theo cái cách một cũng được các bạn nha. Các bạn thấy thú vị không? Nếu mà thấy thú vị thì đánh vào chat cho cô là thú vị nè. Hơi vô lý nhưng hài đúng rồi. Hài thì sẽ nhớ lâu nhé. Đó, vô lý thì mới nhớ lâu. Và nếu mà mình học tập ấy, mình tạo ra những cái sự hài hước để giúp cho mình vui vẻ và giúp cho mình nhớ lâu hơn các bạn nha. À, cho nên là cái phương pháp này nó tuyệt vời ở chỗ đó là làm cho chúng ta luôn luôn vui vẻ, làm cho bộ não luôn vui vẻ, làm cho bộ não luôn sáng tạo và làm cho chúng ta sẽ nhớ rất là lâu các bạn nha. Rồi, cô mời bạn làm bạn bạn gì đây ta, mà con mở mic cùng cô nè, bạn gì ta, bạn nữ này mà cô nó che, của cô nó che mất tiêu cái hình cái chữ tên của bạn nên cô không nhìn thấy tên. Lan Hương mở mic cùng cô nè. Cô Lan Hương, con đã nhớ diện tích của trái đất chưa? Nhớ rồi. Rồi, và con thấy là cái cách nhớ nào là con thích hơn? Dạ là cách kể chuyện cô. Ờ, kể chuyện thì thực ra hai cách này đều là kể chuyện đấy. À, cách lúc nãy cũng là kể chuyện, cách này thì là kể chuyện là mình nhớ, mình mã hóa cái bộ số. Còn cách kể chuyện hồi nãy ấy, là mình liên tưởng, mình tự liên tưởng thôi, tới cái đặc điểm của trái đất thôi. Thì con thấy là cách nào con thích hơn? Cách này. À, là cái cách mà mình sử dụng cái bộ mã hóa số đúng không? Dạ. Yeah. Ừ, đó, thì tùy các con, cách nào cũng được ha, miễn sao mình nhớ nha. Rồi, cô cảm ơn Lan Hương nha. Và bây giờ thì cô mời các bạn tiếp tục cùng cô nè. Diện tích của Việt Nam. Có ai biết diện tích của Việt Nam có diện tích là bao nhiêu không? Đất nước Việt Nam mình nhé. Đất nước Việt Nam mình có diện tích là bao nhiêu? Nào, có ai biết chưa? Hễ chưa biết thì cùng cô khám phá nha. Đây, diện tích của Việt Nam mình đây. Một đất nước rất là xinh đẹp, hình chữ S. Có diện tích là 331212 km vuông. Bây giờ thì các bạn chúng ta hãy sử dụng cái phương pháp liên tưởng kể chuyện để mình tạo câu chuyện, ghi nhớ. À, đây. À, đất nước Việt Nam mình nè, có nè. Ừ, đầu tiên là bộ xương. Mà xương là xương của cái gì đây? 33 là bộ xương nè. 33 là xương. Và 12 là cá mập. 12 là cá mập. Xương hai con cá mập. Nào, các bạn hãy tạo câu chuyện đi. Xương hai con cá mập. Là mình sẽ nhớ được ngay câu chuyện. À, và nhớ được diện tích của đất nước Việt Nam mình. Rồi, ai tạo được câu chuyện nào? Cô mời bạn Minh Nguyên. Cô mời Minh Nguyên nha. Con thưa cô, con chào cô. Minh Nguyên hãy giới thiệu và có thể là kể cái câu chuyện để mình nhớ được diện tích của đất nước Việt Nam mình nào. 331212. Con thưa cô là quanh Việt Nam luôn có một bộ, luôn có bộ xương của hai con cá mập đi quanh nước ta bảo vệ nước ta cô. À, quanh đất nước Việt Nam luôn luôn có bộ xương hai con cá mập nó cứ đi, nó bảo vệ đất nước của chúng ta. Rồi, rất là tuyệt vời. Bạn Minh Nguyên đã có một câu chuyện rất là hấp dẫn luôn. Đó là bộ xương con cá mập nó giống như là kiểu một là những cái tàng hình đúng không? Bảo vệ đất nước chúng ta ấy. Hay quá. Đây, cô mời bạn khác nào. Ai có câu chuyện để nhớ về diện tích của đất nước ta? Cô mời Thảo Nguyên. Chào cô Nhi.
Nghe. Câu chuyện là ở trong vùng biển của chúng ta thì có một cặp linh thú, hình hai con cá mập nhưng mà có bộ xương không à. Nó luôn ở Việt Nam chúng ta và bảo vệ không cho những người ở ngoài nước và xâm hại nước ta. Hoặc là chiến từ Lưu Hồ Mè. Rất là tuyệt vời. À, câu chuyện của Thảo Nguyên cũng cũng cô thấy là cũng hay đấy, nhưng mà Thảo Nguyên lưu ý cho cô nha là mình sẽ phải nói đến cái bộ xương trước nha. Hai con cá mập nó ở đằng sau, bộ xương ở đằng trước, cho nên là khi mình tạo câu chuyện ấy, thì mình phải làm sao để đưa cái hình ảnh xương ra trước nhá. Là số 33 á, 33 là bộ xương ấy nha, xương. Đó, và tấm mây tới cá mập nha. Rồi, Thảo Nguyên sắp xếp lại câu chuyện nhá. Con hãy sắp xếp lại câu chuyện nha cho nó phù hợp nha. Rất là tuyệt vời. Bây giờ cô mời bạn An Nguyễn ạ. Con không kể giống cái của cô mà con kể khác được không cô? Được chứ. Cái này là các bạn tự sáng tạo mà. Tạo câu chuyện cho cô là trong ngày quốc khánh của nước Việt Nam có rất nhiều bóng bay và được kết hợp với 12 cái máy nhạc nhỏ và 12 cái máy nhạc lớn gieo nhạc vui mừng vì ngày hòa bình ạ. Rồi. À, cô muốn hỏi là An Nguyễn là ý nghĩa của cái câu chuyện của con ấy là làm con dựa vào đâu để con nhớ được các con số này? Dạ con dựa vào chuyển từ số thành mừng chữ gì đó cô. À, tóm lại là như thế này, là nếu con sử dụng câu, cô biết con sử dụng cái câu chuyện đó là câu chuyện mã hóa số mà ở cái cách mã hóa số là quy ước ấy, cái bảng quy ước là số 33 ấy, nó là bóng bay. À, đúng không? À, và số 12 nó là cái loa, phải không? À, là ở cái bộ mã hóa thứ hai, mã hóa số ấy. Tại vì trong cái bộ mã hóa của thầy Nguyễn Phùng Phong ấy thì có hai bộ. Một bộ là bộ số 1 ấy, là bộ liên tưởng ấy, thì chúng ta đang học từ 00 đến 99 chúng ta đang học. Còn một cái bộ thứ hai là bộ quy ước, thì những cái hình ảnh các con số này nó sẽ khác. Tuy nhiên thì khi các con học ấy, chúng ta chỉ chọn một bộ để học thôi nha, chúng ta đừng chọn hai bộ. Chọn hai bộ thì nó sẽ bị lẫn lộn nha. Khi chúng ta nhớ nó sẽ bị lộn, nó lẫn lộn với nhau, nó sẽ giúp, nó gây cho chúng ta là khó nhớ nha. Nên chúng ta chỉ nhớ một bộ thôi các bạn nhé. Mình không có nhớ hai bộ nha. À, mình không học hai bộ, mình chỉ học một bộ thôi. Bạn nào học bộ số 1 rồi thì chúng ta sử dụng bộ số 1. Còn bạn nào chưa học bộ số 1 thì chúng ta học bộ số 2 và chỉ học một bộ nha. Rồi, câu chuyện của người An thì cũng rất là hay, nhưng mà đó là cái câu chuyện mà bạn ứng dụng về cái bộ mã hóa số 2 thôi, chứ cũng không có gì là khác biệt đâu các bạn nhé. Cũng rất là tuyệt vời. Rồi, cô cảm ơn An Nguyễn nha. Nếu các bạn muốn hiểu hơn về câu chuyện của An Nguyễn thì các bạn hãy xem lại cái bộ mã hóa thứ hai về cái con số 33, số 12 nó là cái gì thì mình hiểu ngay nha. Rồi, đó là một cái cách để cho mình có thể ghi nhớ được một số cái diện tích của một số cái nơi mà chúng ta cần phải nhớ nhé. Cô thì câu chuyện của cô là Việt Nam chúng ta có bờ biển rất là dài. Một hôm em đi trên biển thì em gặp một bộ xương. Không phải một bộ xương, em gặp bộ xương của hai con cá mập. Em gặp xương đi, chỗ này chúng ta sửa lại là xương đi. Em gặp xương của hai con cá mập nha. Đó, gặp xương của hai con cá mập. Đó, xương là 33 và hai con cá mập chính là 12, 12. Thì mỗi người chúng ta sẽ có sự liên tưởng để kể câu chuyện cho riêng mình ha. Rồi, còn nhiều lắm các bạn ạ. Chúng ta có thể liên tưởng để ghi nhớ được rất là nhiều luôn. Bây giờ cô mời các bạn chúng ta sẽ tiếp tục liên tưởng để ghi nhớ thêm một cái hình ảnh nữa nha. Có bạn nào biết đây là hình ảnh của đất nước nào không? Nào, ai biết đánh vào ô chat nào? Đây là hình ảnh của đất nước nào? Cô đã đánh lên đây rồi, đất nước Nga nè. Là nước Nga có diện tích là 17.075.400 km². Đó. Và các bạn nhìn xem. Đây đất nước Nga đây, rất là rộng lớn luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạo một câu chuyện để chúng ta có thể ghi nhớ cái diện tích của đất nước Nga này nha.
Đúng rồi. Bây giờ thì một phần của Liên bang Nga. Rồi, rất là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta hãy tạo câu chuyện. Các bạn hãy tạo câu chuyện đi. 17 là gì nhỉ? Các bạn, 17 là gì? Trong bộ mã hóa số của mình, 17 là gì? Nốt nhà, đúng không? Rồi, tuy nhiên thì các bạn có thể là kể theo cái bộ mã hóa là 2, 4, 6. Là nốt nhạc nè, rồi cái rìu nè, rồi người phục vụ nè, và không không nè. Tuy nhiên các bạn cũng thể là kể theo một cái cách cách mình tự liên tưởng tìm hiểu về đất nước Nga thôi. Là như thế này nha. Nước Nga có nghĩa là con chim thiên Nga. Các bạn nha. Nước Nga có nghĩa là con chim thiên Nga. Đó. Và ở đây một câu chuyện để cho các bạn nhớ được nước Nga nè. Là có một cái ông ấy, ông nuôi một con chim thiên Nga 17 năm nha, 17 năm mà nó không biết bay. Đó, nó không biết bay là con số 0 các bạn nha. Đó, nó không biết bay vì nó chỉ có mỗi 75 cọng lông thôi. Nuôi 17 năm mà nó không biết bay, nó chỉ có mỗi 75 cọng lông. Đó, và ông ấy bực quá nên ông ấy đem bán cho một cái quán nhậu 400.000 đồng. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ nhớ về nước Nga bằng một cái câu chuyện hài hước như thế. Các bạn nha. Đó là có một ông kia, ông nuôi một con chim thiên Nga. Chim thiên Nga chính là nước Nga. Mình nhớ cái hình ảnh đó ha. Và nuôi 17 năm. Đó. Nó không biết bay bởi vì nó chỉ có 75 cọng lông thôi. Ông bực quá, ông đem bán cho quán nhậu 400.000 đồng. À, 400k. Đó là cái cách mình nhớ nước Nga. Còn lại thì chúng ta có thể nhớ bằng cái cách là mã hóa, bảng mã hóa số. Ai nhớ được bằng cách ra bảng mã hóa số nào? Ai nhớ được cách nhớ được diện tích nước Nga bằng cách là sử dụng bộ mã hóa số? Quân Quân có nghĩ ra câu chuyện chưa? Nào, cô mời Hữu Quân. Em cũng chưa nghĩ ra câu chuyện cô. À chưa, bây giờ các bạn tiếp tục suy nghĩ nha. An đã nghĩ ra câu chuyện chưa? Dạ rồi cô. À, cô mời An. Nước cô là nốt, trong một nốt nhạc phóng to lên, thấy một quả trứng và một chiếc xe tăng trong đó. Khi mà nhìn rõ rồi, quay ra ngoài thì thấy một một cái bút chì và một quả trứng nằm đó từ khi nào không biết. Rồi, cô cảm ơn Nguyễn An nha. Nguyễn An ơi, con nên tách hai cặp số 1 nhé. Lúc này con sẽ tách là số 00 trước này, rồi số 54 này, số 07 nha. Con đừng tách cái chỗ này là ra là số 0, xong rồi tới số 75 là sẽ tăng. Hay là cái bút chì nó bị lẻ nhá. Con nên tách theo từng cặp số từ phải sang trái nha. Câu chuyện của con cũng hay rồi đấy, nhưng mà mình nên tập như thế nó thành cái thứ tự ấy. Mình ghi nhớ nó dễ hơn nha. Nó không bị lẫn lộn cái việc là mình truy xuất là cái số 00 hay là có một số 0 hay là hai số 0 nha. Rồi, cô mời Minh Châu. Minh Châu ơi, con chia sẻ câu chuyện của mình về việc sử dụng cái bộ số. Con thưa cô, câu chuyện của con là có lần con bật máy phát nhạc lên, máy phát nhạc phát ra những nốt nhạc nghe rất vui tai, bởi tự nhiên nó nghe dài, em tức quá. Em lấy cây rìu em đập cái máy một phát. Rồi bố mẹ em chở em đi ăn quán ăn. Thế là ông ấy mang ra cho em quả trứng ạ. À, rất là tuyệt vời. Một câu chuyện rất là hài hước, rất là hay. Và Minh Châu ở đây là cô thấy Minh Châu có một cái cá tính cũng rất là mạnh luôn á. Đúng không? À, cô không biết là Minh Châu có cá tính mạnh không, nhưng mà Minh Châu đã nghĩ ra là cái sự việc là mở nhạc nghe và cái nhạc nó không có... nghe nó không có được êm tai, thế là liền lấy cái rìu đập thì nó có một cái gì đó nó kiểu nó hơi hơi mạnh mẽ một xíu ha.
Tuy nhiên thì không sao, miễn sao là chúng ta có thể tạo ra câu chuyện để chúng ta có thể ấn tượng nha. Cái đó là một cái sự ấn tượng đấy các bạn nha. Đó, mình suy nghĩ. Và câu chuyện của Minh Châu cô thấy rất là phù hợp, rất là dễ nhớ ha, để mình nhớ được cái diện tích của nước Nga. Thì ở đây thì theo cô nghĩ là các bạn nên nên đưa cái đất nước Nga, có nghĩa là có cái từ Nga vào trong câu chuyện của mình ý các bạn nha. Ví dụ như là Minh Châu có thể là lên tưởng là nhà em có mua một cái máy một cái máy nhạc ấy của Nga, của nước Nga ha. Đó thì là mình đưa vào đây thì là nó làm cho mình sẽ nhớ hơn là mình đang nói về diện tích của nước Nga nhá. Đó, và một hôm thì mở nó lên nó không có nghe, nó bị dè dè, thế là em mới lấy cái dìu em gõ vào nó, thế là nó lại nói to lên, nó lại mở to lên mà nó không bị sao nữa, giống như mình sửa nó vậy đó ha. Rồi sau đó thì em được ba mẹ chở đi ăn và có một người phục vụ mang ra cho em hai quả trứng vịt lộn, em rất là thích, ví dụ thế ha. Rồi câu chuyện rất là hấp dẫn, rất là hay. Thế là các bạn nhớ được nước Nga chưa? Ôi cái loa của tôi, ôi cái loa của tôi nó đâu rồi? Nó có bị làm sao không? Không sao, mình gói nhẹ nhẹ thôi ha. Rồi rất là tuyệt vời. Đó, và chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp này vào để mình nhớ diện tích của các nước các bạn nhé. Đó, học môn địa lý nè, nhớ diện tích của một số những cái vùng đất nè. Đó, nhớ diện tích của các nước trên thế giới này ha. Đây, đó là cách chúng ta có thể sử dụng phương pháp liên tưởng và kể chuyện các bạn nhé. Còn nhiều lắm. Mỹ nè, đây giới thiệu cho các bạn nha. Nhớ về nước Mỹ nha, nhớ về diện tích của nước Mỹ nè. Đâu rồi? Đây, nước Mỹ đây. Các bạn hãy liên tưởng đến câu chuyện nước Mỹ. Đó là nước Mỹ thì hiện đại lắm. Chỉ ăn thức ăn đã chín thôi. Chín là số 9 này. Đó, 8, 3, 8 chuyện, 3, 4 câu. 8 là số 8 này. 8 chuyện, 3, 4 câu thôi. Nếu mà nói nữa là người ta sẽ nói no 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 no, không nói nữa, no no no, là ba con số không ha, là chúng ta sẽ nhớ diện tích của nước Mỹ rồi đúng không? Người Mỹ, nước Mỹ rất là hiện đại, người ta chỉ thức ăn đã nấu chín thôi, chín là con số 9 ha, và người ta tám chuyện với nhau là số 8, 3-4 câu. Và nếu như mà nói nữa ấy, thì người ta sẽ nói no no no. No no no. Đó. Thế là mình nhớ được diện tích của nước Mỹ là bằng 9.834.000 km vuông. Thấy không? Hay không các bạn? Thú vị không? Rồi, mong là các bạn chúng ta sẽ ghi nhớ cái diện tích của nước Mỹ nè, diện tích của nước Nga nè, diện tích của nước Việt Nam nè và diện tích của trái đất nè. Nha. Đó. Thì ngày hôm nay cô muốn chia sẻ cho các bạn về cái cách ứng dụng cái phương pháp liên tưởng kết nối và bộ số và cái phương pháp kể chuyện vào để mình ghi nhớ và những cái dữ liệu có số trong học tập nha.